Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024 là một trong những hoạt động của Đảng bộ khối kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 22 tháng 9 năm 1954, 22 tháng 9 năm 2024. Tham dự vòng chung kết hội thi có 9 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo tại 3 cụm. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi, tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức chung, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ. Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong Đảng bộ khối. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và khả năng quản lý, điều hành, xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn của đội ngũ bí thư chi bộ ở cơ sở. Đồng thời là điều kiện để các bí thư chi bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các bí thư chi bộ xuất sắc.